Các bạn thân mến, bữa nay tôi mời các bạn tới thăm một mặt bằng mà công ty chúng tôi đang lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời với dung lượng rất lớn, 3 MW. Xin nói lại với các bạn, đây là mặt bằng mà công ty chúng tôi nhận lắp đặt hệ thống pin mặt trời áp mái 3 MW, rất lớn. Công trường thì đang thi công nhưng mà không ảnh hưởng gì đến đội chúng tôi thi công ở trên mái nhà. Tôi quay cho các bạn coi đó, công trường ngổn ngang đang xây dựng. Đây là một trang trại chăn nuôi kỹ thuật cao nha các bạn, của vùng biên giới quê tôi. Tổng diện tích khoảng theo võ đoán của tôi nha các bạn, khoảng 5 đến 6 hectare. Cấu tạo của cái trang trại mà sử dụng pin áp mái thì hoàn toàn khác những cái trang trại mà không sử dụng pin áp mái nha các bạn, không sử dụng pin năng lượng mặt trời đó. Các bạn cứ nhìn thì các bạn đã biết, so với các trang trại không dùng pin năng lượng mặt trời thì nó không thiết kế những cái xà gồ, những cái thanh nhìn đỡ vô cùng chi chít như thế này. Bởi vì thưa các bạn, để đỡ được một cái mái thì nha các bạn, đỡ được dung lượng nửa megawatt pin năng lượng mặt trời nằm ở phía trên thì các bạn đã thấy rồi đó, nó chịu một lực rất là lớn. Cho nên là các kỹ sư đã thiết kế những cái xà gồ, những cái thanh xà lớn nhỏ rất là chi chít, tính toán để nó chịu đựng được cái lượng pin ở phía trên đấy các bạn. Và cũng nói lại để các bạn biết, đây là một trang trại chăn nuôi kỹ thuật cao của vùng quê biên giới chúng tôi, rộng khoảng hơn 5 hectare. Và mỗi cái trang trại này thì rộng khoảng, đó các bạn nhìn thấy đó, rộng khoảng là 4 công, có nghĩa là 4.000 mét vuông một căn, mỗi mái là 2.000. Đó, đây là tổng thể của một trang trại nha các bạn. Đây mới là một trang trại thôi ạ. Rồi tiếp đến trang trại thứ hai đây, kế bên đây. Đó, cũng quay cho các bạn kỹ, coi thật kỹ là cái trang trại này đang xây dựng rất là ngổn ngang, nhưng bọn tôi là thi công trên mái. Đó các bạn thấy đó, cái nền này chưa xây dựng xong, chỉ xây trong những cái cột bê tông và những cái cây xà gồ. Đó, đây là vật tư thiết yếu mà đơn vị chúng tôi đã chuẩn bị khoảng vài chục tấn nữa các bạn. Đó, ốc át rồi các loại vật tư rất là nhiều loại linh kiện, khoảng tới 4-5 loại linh kiện thiết yếu nữa các bạn. Đây tôi quay cho các bạn coi một cái tấm bát dùng để như là đỡ cái tấm pin năng lượng mặt trời các bạn. Nó được thiết kế cũng tráng một lớp kép chống oxy hóa rất là dày. Đây, đó tôi lấy lên các bạn coi này, tráng kém đó các bạn, rất là dày, cũng khá nặng à các bạn, cũng khá nặng. Đó, đây là một loại vật tư thiết yếu đầu tiên mà tôi muốn cho các bạn coi. Đây là một cái hệ thống pin năng lượng mặt trời hiện đại nhất nha các bạn. Đây tôi đang trên mái. Đây, những cái tấm bát đó chúng ta để ở trên mái như thế này. Và đây, đó, và chúng ta bắt chắc vô những thanh xà gồ bên dưới.
đó. Bắt những tấm pin mặt trời đó. Tuy nhiên không phải, cũng không phải đơn giản nha các bạn. Đây cũng có một kỹ thuật là lắp đặt à, các bạn, chứ không phải chúng ta cứ để cái thanh miếng bát lên và chúng ta bắn vít vô được đâu. Chúng ta phải căn chéo, căn dọc, căn ngang. Đó, đây là cái hệ thống trên mái nhà nha các bạn. Mỗi cái mái này là rộng 2.000 m², có nghĩa là 2 công một mái, 2 mái là 4 công, một trang trại 4 công, rộng 4 công đất. Và trên cái mái tôn này thì bọn tôi sẽ lắp cái hệ thống pin năng lượng mặt trời. Mỗi mái thì dung lượng là nửa MW. Hai mái là 1 MW một trang trại. Đó, đây mới là bắt mẫu nha các bạn. Bắt những thanh miếng bát mẫu để sau những người thợ là cứ theo đó mà bắt. Đó là kỹ thuật đó các bạn. Chúng ta cứ tưởng đơn giản nhưng quả thật cũng không đơn giản đâu ạ. Và cũng nói với các bạn đây là cái quy trình lắp đặt pin mặt trời hiện đại nhất bây giờ, hiệu quả nhất. Tôi đang quay trên mái nhà đó các bạn. Đây là ngày đầu tiên nha các bạn. Tôi sẽ thường xuyên cập nhật cho các bạn coi toàn bộ quy trình kỹ thuật lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời này ở từng video sau nữa. Đó, trên mái nhà các bạn thấy còn có nhiều cái miếng cốt pha rất quan trọng nha các bạn. Bởi vì mái thiếc nhà bằng thiếc mà người ta đã lợp lên rồi, mà các bạn mà đi không khéo thì nó sẽ bị móp thiếc. Cho nên là chúng tôi phải sử dụng những tấm cốt pha chúng tôi giải lên trên để chúng ta đi trên miếng cốt pha đó. Đó, các bạn thấy đó. Đó, đây là buổi chiều nha các bạn. Chúng tôi đã bắn được đó, những miếng bát đứng thẳng hàng như thế đó, ở trên một mái nhà đó các bạn. Đó, rất là đều nhau nha các bạn. Bởi vì đều nhau thì các tấm pin mặt trời khi lắp lên thì chúng ta mới được đặt, nó mới đều nhau được. Chúng ta phải xiết ốc mà. Có nghĩa là những cái tấm pin chúng ta sẽ đặt lên những cái tấm bát này, tấm bát dựng đứng này, rất nhiều công đoạn nha các bạn. Ở trên cao mà quay xa xa thì các bạn đã thấy rồi, nó rộng cỡ nào. Một trang trại chăn nuôi rất là rộng. Tuy nhiên chưa biết họ chăn nuôi những gì. Đó, đây là lỗi này các bạn. Đó, cái hàng nó bị lỗi đó. Nó không thẳng hàng nhau á. Tất nhiên nếu mà bị lỗi thì công nhân sẽ sửa lại. Chuyên nghiệp mà vẫn còn bị lỗi nha các bạn. Bởi vì trên này nắng khoảng cỡ 39 đến 40 độ C á. Nhiều khi chúng ta cứ chủ quan, chúng ta cứ bắt theo cảm tính, cho nên là nhiều khi chúng ta bị lỗi. Đó, đây là kỹ thuật là lắp một cái tấm bát nha các bạn. Chứ không phải chúng ta cứ cầm tay ấn tấm bát xuống rồi chúng ta lấy khoan chúng ta bắt vít xuống đâu. Chúng ta phải có kỹ thuật đứng, kỹ thuật khoan thì nó mới chắc chắn được và nó mới đều nhau được nha các bạn. Quan trọng nhất là kỹ thuật là làm sao mà phải đều nhau, không hàng nào giống hàng nào hết, nhưng phải đều nhau thì khi chúng ta để những tấm pin mặt trời lên, năng lượng mặt trời lên thì nó mới khít nhau và chúng ta mới dễ vặn ốc được. Đó, xa xa là chúng ta chưa xây dựng nữa các bạn, còn đang xây dựng đó. Đá mi rồi cát là một đống như đống núi ở phía kia các bạn. Bởi xây dựng đây cũng không phải là ít thời gian. Một trang trại rất lớn, phải nói là lớn nhất tỉnh Tây Ninh chúng tôi. Đó, đây là những tấm bát mà công nhân đã giải từng quy trình một các bạn. Bên này thì là công nhân bắn
và bên kia thì công nhân giải giải những tấm bát lên trên mái, rồi một đội ngũ công nhân chúng ta dùng khoan chúng ta bắt vít cho cái xà gồ như các bạn, xà gồ bên dưới đó căn làm sao mà nó thẳng hàng thẳng lối. Thế tuy nhiên không phải hàng nào cũng giống hàng nào nha các bạn, cái khó là như thế đấy. Nó như tấm bát rất là dày và được trắng kẽm để chống oxy hóa, bởi vì mỗi tấm bát này có thể sử dụng được 2 đến 30 năm mà. Tôi đang đi trên đỉnh nóc nhà, tôi quay cho các bạn. Cũng xin nói với các bạn một lần nữa, đây là phương thức kỹ thuật lắp đặt pin mặt trời hiện đại nhất hiện tại bây giờ, hiệu quả nhất, giá thành phù hợp nhất, nhanh chóng nhất, cái gì cũng nhất hết. Và công nghệ gọi là công nghiệp đó các bạn, làm từ vài megawatt đổ lên, chứ không còn như là chúng ta sử dụng 5-7 kilowatt cho nhà dân sử dụng, thì chúng ta sử dụng mấy cái thanh xà gồ chúng ta hàn lại thì đơn giản rồi, nhưng mà đây sử dụng cả megawatt, vài megawatt, thì chúng ta phải sử dụng công nghiệp như thế này rất là chắc chắn và bền vững và dễ lắp đặt. Cũng xin nói lại với các bạn, đây là hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái hoàn toàn với là pin năng lượng mặt trời mặt đất nhé. Thế các bạn đó, đây là những cái tấm cốt pha mà chúng tôi bắt buộc là phải trải trên cái lối đi để chúng tôi bắn những tấm bát vô xà gồ, không được đi trên thiết nha các bạn. Nếu như mà bắt gặp công dân nào mà đi trên thiết phạt 5 triệu đó, phạt 5 triệu luôn. Thì là rất là cẩn tắc cái vấn đề là đi trên thiết, bởi đi trên thiết nó sẽ bị lõm thiết, nhà đầu tư người ta sẽ không chịu. Đó, đây các công nhân đang bắn những tấm bát nha các bạn. Nhiệt độ trên này khoảng cứ 40 độ hơn các bạn, rất là nóng. Đây kỹ thuật, tôi sẽ chỉ cho các bạn kỹ thuật là bắn bát. Đó, tôi quay kỹ cho các bạn coi này. Đó, một chân đạp cho một đầu bát và chúng ta lấy khoan đó, đó khoan. Và chúng ta bắt con vít bên kia trước, rồi xong đó đó bắt bên kia, rồi xong đó chúng ta bắn tiếp cái vít bên này. Đó là kỹ thuật, chứ không phải chúng ta lấy tay nha. Đó, lấy chân chúng ta đạp vô và chúng ta bắt con vít đầu tiên. Tuy nhiên con vít này, rồi đến con vít thứ hai, tuy nhiên để bắn con vít này thì nó phải cân bằng với cái bát hiện có, chứ không phải chúng ta đó cân bằng cái bát này. Đó, hàng hàng lối lối chúng ta phải cân bằng theo cái hàng này ha, chứ không phải chúng ta cứ đạ bạ đâu chúng ta bắn đó ha các bạn. Đó, đó chúng ta lấy cái khoan này chúng ta bật rồi bắn à. Khoan pin đấy các bạn, chứ không ai kéo dây điện lê thê trên nóc nhà. Bây giờ công nghệ hiện đại rồi, cái loại pin này bán đầy trên mạng, cái loại khoan này bán rất nhiều trên mạng, công ty tôi mua khoảng vài chục chiếc đã chuẩn bị từ lâu rồi. Đó, đây là những cái tấm bát mà đang được công nhân bắn vô trên mái nhà nha bạn. Như tôi đã nói với các bạn, đây cũng là cả một là kỹ thuật, chứ không phải là chúng ta cứ đặt tấm bát xuống là chúng ta bắn lủng hết thiết của người ta ha các bạn. Đó, đây là những công nhân. Đó, đúng 5 giờ chúng tôi trên đỉnh nóc nhà nha các bạn. Đây, trên đỉnh nóc nhà tại khu vườn biên giới. Nói cho nó chính xác như dân miền Trung đi. Bên kia là một đàn bò các bạn. Đó, đây.
Tuy nhiên tôi quay ngược mà ánh nắng mặt trời các bạn nhìn không rõ đâu. Đây, bên kia người ta cũng chưa xuống cho các bạn. À, đây. Cái mái nhà này là hai công ạ các bạn. À, mỗi bên một công. Công đất á, 1000 mét vuông á. 10, 100 là một công. Đó. Bây giờ chúng tôi nghỉ 5 giờ các bạn. Ngày mai tôi phát trực tiếp cho các bạn coi nha. À, đến khi nào mà có pin năng lượng đưa lên máy thì phát trực tiếp. Đó các bạn. Chiều nay nhớ đăng lên nha, con coi. Ừ.